đồng mũi kéo dài rất là nhiều luôn đúng không? Đồng mũi kéo dài rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Lúc mà băng á thì mọi người trong gia đình đều thấy cái đầu mũi thôi, chưa có thấy được cái dáng mũi đây, thì mọi người ai cũng đã đều thích rồi. Và mẹ mà thấy hai cái lỗ mũi ở đây nữa, mẹ nói trời, giống như là hai cái giọt nước vậy đó. Ừ. Mẹ cũng rất là ưng, mẹ nói wow, đẹp. Chứ hôm nay 7 ngày thực tế nó sẽ còn hơi thấp chỗ này một chút nữa. Dạ. Yeah. Thì em biết mà cũng cái gì cũng phải còn có thời gian. Mọi người có dám xem clip phẫu thuật không? Dạ có coi, tại vì trước khi cũng đã coi có nhiều cái clip của bác sĩ trước đó rồi, em với mẹ em cũng hay coi đó, cái xong rồi cũng phải coi chứ để coi như thế nào. Ừ. Mà, dạ thì cứ tin tưởng bác sĩ thì nên không có gì phải lo, không có sợ gì hết. Yeah. Dạ.